Rồi, em chào chị ha. Em rất vui chào đón chị đến với chương trình Kết nối yêu thương hôm nay ha. Chị có thể chào cộng đồng rồi chị giới thiệu cho mình. Chào Nguyên Quỳnh, chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Mình tên Thủy Phạm, sinh 1970, hiện đang sống ở Nevada, Las Vegas. Chị qua Mỹ lâu chưa? Đi qua Mỹ năm 11, năm 2011, hôm nay 12, 13 năm. Rồi chị qua Mỹ diện gì vậy? Kết hôn yêu mình. Rồi chị có được mấy người con? À, thì có hai đứa, một đứa lớn 20 mấy, một boy là 10, nay được 15 tuổi. Dạ. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình chị như thế nào? Chị hồi đó làm mai thôi, rồi qua đây không có tiếng nói chung, rồi không có nói chuyện nhiều với nhau, không có chia sẻ, rồi ly thân, rồi từ từ dẫn tới ly dị. Rồi hiện tại là chị đang làm công việc gì? Hiện giờ chú đang làm nail mình. Rồi chị đang sống chung với các con chị hả? Bé lớn là có bạn đi ra ngoài ở rồi, mua ra ngoài. Thì đang ở với bố 15 tuổi. Rồi ở Việt Nam là quê chị ở đâu? Ở Củ Chi. Rồi chị nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm là giống như công việc gì thì cũng ráng hoàn thành vậy. Rồi. Có chí cầu tiến đúng không? Rồi còn khuyết điểm của chị là gì chị? Khuyết điểm của tôi thì nấu ăn dở, không biết nấu ăn. Nấu ăn dở. Hi, I'm attorney Armando Pius. My wife, Christine Long Pius, and I have been serving the Vietnamese community for many years. We are here to support you and to get you the results you deserve. Sự lựa chọn luật sư là một quyết định quan trọng đến với quý vị. Vì hơn 35 năm kinh nghiệm, gia đình luật sư Pius chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi cho quý vị. Pius, Pius and Pius. Trustworthy, knowledgeable, caring. Rồi nấu ăn dở vậy rồi thường thì ở nhà ai sẽ nấu? Đi mua đồ Mỹ cho boy ăn, rồi chứ cũng tự nấu cho tí ăn, nhưng mà nấu không có ngon. Hồi đó giờ vậy đó hả? Tại hồi đó ở Việt Nam thì ba mẹ nấu, chị em đồ nấu, chị nên học cứ biết nấu. Rồi thỉnh thoảng cũng có lên mạng học nhưng mà không ngon, nấu cũng không được. Nhiều khi mình không có để tâm vô phải không? Phải lo kiếm tiền thôi phải không? Đúng rồi. Bây giờ sống với thằng boy, ăn đồ Mỹ không nữa, đâu cần phải nấu nhiều. Bây giờ chị muốn tìm người bạn cho mình, chị muốn người đó như thế nào? Tại người đó là giống như là thiệt tình, biết chia sẻ, thật thà, không hút thuốc, không uống rượu. Tuyệt đối không được hay là được một chút? Được chút, nếu uống rượu thì chút xíu, đỉnh hút thuốc. Ở bên đây thì chị thấy rồi, mắc đi làm không, bận đi làm không, đâu có thời gian để uống nhiều đâu. Rồi chị có nghĩ là một anh muốn làm quen với chị độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? Lớn hơn Thúy khoảng 4-5 tuổi, hoặc nhỏ hơn thì nhỏ hơn 2-3 tuổi thôi. Con chị như thế nào? Có ủng hộ chị đi thêm bước nữa không? Bé lớn thì kêu mẹ lâu rồi, nhưng mà Thúy thì cứ lo cho nhóc nó còn nhỏ, nó tội nghiệp, rồi cứ lo, rồi
cứ đi công việc mình đi làm riết, xong rồi mấy ngày nghỉ về cứ lo nhà cửa cơm nước, còn ngày rảnh thì sometimes thì đi shopping đồ vậy thôi, chứ không có bạn bè, không có đi chơi với ai hết. Nghỉ làm boy xong này vài ba năm nữa nó đi ra ngoài nó ở, nó đi học ở nhà một mình buồn, giờ sợ buồn nên mới tìm bạn, cũng năm sáu, nói năm sáu năm chứ ly thân cũng lâu rồi. Ồ vậy đó hả? Chỉ qua có vài năm là hai vợ chồng xảy ra vấn đề rồi. Chị nhưng mà ông xã trước của chị á, làm công việc gì? cũng làm nail, cũng làm nail À, ở Việt mà làm Nam. cho gia đình, Làm cho gia đình hả? cảm thấy thì không có làm cho gia đình, làm cho bạn, cho người ngoài thôi. Nhiều khi làm cho người ngoài nó thèm cảm thấy thoải mái hơn làm cho gia đình đó chị. Chị rồi chị qua đây mười mấy năm rồi, có khi nào chị về quê thăm gia đình chưa? Có mới về tháng 5 vừa rồi mới qua, về 21 tháng 5 qua, 21 tháng 6 mới qua, hai ba tháng gì đó. Wow, sướng vậy đó hả? Tại lâu quá không có đi, 7-8 năm không có đi với mình. Là con chị đi học nghỉ hè đó hả? Về hả? Rồi mới dẫn bôi về cho biết Việt Nam, lần đầu tiên nó mới về Việt Nam luôn á. Nó sanh ở bên đây hả? Xong hồi đó nó sinh 2 tháng ở bên Việt Nam, ở bên 2 năm chứ, 2 năm ở Việt Nam mà vừa qua đây, nay nó 15 tuổi. Chị rồi chị có được mấy anh chị em? Tổng cộng là 7 luôn, mà có mình chị qua đây thôi. Con mình đây thôi hả? Cha mẹ chị còn đủ không? Ba mẹ chị mất rồi, má chị mất năm 16, ba chị mất sớm. Ở bên đây một mình nhiều khi cũng cảm thấy cô đơn hả chị? Con còn nhỏ thì nó rồi à, chị thích một anh làm quen với mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát? Cũng vừa thôi, mình đừng có lăng quá, tại thế cũng được thôi, chứ cũng không có, vừa thôi cũng đừng hiền quá, mà cũng đừng có lăng quá. Ở Việt Nam á, là hồi trước chị ở Việt Nam chị làm công việc gì? Đó chị bán thuốc tây, mình chị bên dược. Qua đây chắc thấy công việc ở đây mới đầu chắc cũng hơi bị sốc Rồi mới đầu khóc không à, mỗi ha. lần làm mà chạy đi khóc, vô đó rung khóc không. Sau thì tự nghĩ là thôi mình dở tiếng Anh thôi, tập trung làm nail thôi, không có nghĩ gì nữa hết, để nuôi con, với lại cũng về không có vui đó, nên thôi cứ lo lo làm. Từ từ mới đầu qua ai cũng vậy hết. Rồi chị coi video của em hay ai giới thiệu chị xem. Chị coi của Quỳnh không đó, chị coi suốt suốt Quỳnh có là lên coi hoài, chương trình gì cũng coi á, Vậy cái đó chị hả? follow với lại thích thì lúc nào cũng lên á, cũng thấy Quỳnh hết á, mà coi hoài rồi lưu lại sale lại coi hoài luôn á. Chị coi bên YouTube hay bên Facebook? Coi Facebook cũng có, YouTube cũng có, Vậy là rồi cũng ngại lắm nên hỏi Quỳnh hoài luôn á, hỏi Quỳnh hoài luôn mà thấy cũng kỳ kỳ nên cũng ngại, mà thôi lên để nói chứ lớn rồi ở một mình cảm thấy buồn quá, rồi mốt già không ai lo nữa, con mình nó lo cho con mình hết, nên thôi đi lên tìm, nếu mà có duyên thì gặp người nào thương yêu chia sẻ, chứ giờ cũng không có muốn là người không có thiệt tình tìm hiểu đâu, giống như muốn người thiệt tình biết chia sẻ. Càng lớn tuổi thì càng cơ hội mình càng ít lại chị. Rồi với lại ở Mỹ này có thể là những người Việt Nam họ không hiểu, họ nói ồ sao những người nhiều khi có những người đầy đủ điều kiện mà họ lại vẫn lên đây họ tìm. Tại ở bên Mỹ này đâu có thời gian đâu để gặp nhau, đâu có cơ hội để gặp nhau như ở Việt Nam đâu. Đúng rồi Đi Quỳnh, ra toàn là người Mỹ, người nước ngoài không à, sao mà làm quen đây? Không có không chương giống trình. nhiều rồi, nhưng mà thấy Việt Nam thì tình cảm hơn. Đó thì bởi vậy. Chị rồi những lúc rảnh rỗi chị thích làm việc gì để giải trí cho mình?
một ngày ớt, hai ngày ớt thì cũng dọn dẹp nhà cửa, đưa rước bo đi học buổi sáng á Liên Quỳnh. Rồi ngày nghỉ thì đi chợ mua này mua kia, còn khi tuần không nghỉ thì đi shop đêm đồ, còn không mình đi những cái giấy tờ cần vậy thôi à. Chứ không có đi đâu á. Chiều cao của chị là bao nhiêu? Chiều cao 1m52 Liên Quỳnh. Dạ, chị muốn anh bạn của mình cao khoảng bao nhiêu? Cũng không đòi hỏi gì nhiều, cỡ cao hơn chừng 1m6 trở lên cũng được, 1m6 cũng được, 1m6 trở lên cũng được. Chị ở bên chị ở có nhiều đông người Việt ở không? Ở Las Vegas thì ít người ở, cũng ít chứ không đông. Mà sau này cũng có hơi đông chút xíu là Cali của đồ. Nói chung cũng có. Dạ. Nhưng mà ở bên đó nóng dữ không chị? Nóng lắm như mình mà ở riết cũng quen rồi. Nên không muốn đi đâu nữa. Vậy đó hả? Giống như ở riết quen, có nhiều người ta nói trời ơi sao Las Vegas nóng quá mà được, mà quen rồi thích nên không muốn đi đâu nữa. Tại vì mình cũng đâu ra ngoài thường đâu phải không, ở trong nhà thường đúng thôi. Đúng rồi, bên mình lên xe thì cũng có máy, mình ở đâu cũng có máy lạnh hết nên cũng không có thấy quen. Nhưng mà có cây xanh nhiều không chị? Cây xanh thì nó tùy theo khu á Quy Quỳnh. Nó tùy theo khu. Ở nhà mình có trồng được cây cối gì không? Có mấy cây hồi đó người ta còn trồng để lại, còn cứ cũng tập trồng mấy cái rau mà trồng cũng được. Chắc là nóng quá. Rồi, yếu mà có người yêu, chị có thích người yêu của chị có tính lãng mạn không? Thích chứ Quỳnh, thích lãng mạn, thích nói chung là thích lãng mạn, tại tuy lớn mà cái tánh cũng còn thích lãng mạn, rồi thích vui, cũng thích vui, thích lãng mạn. Ông xã trước của chị có lãng mạn không? Không, lớn hơn Thúy tới 13-14 tuổi nên kiểu như cái nó khác cái khác suy nghĩ hả? Khác suy nghĩ nhiều nên không có nói chuyện đâu nhiều. Dạ. Con gái của chị lấy chồng rồi ở xa hay ở gần chị? Không, nó không có chồng nhưng mà nó có bạn. Để đi làm nó ở với bạn chứ. Nó ở với bạn. Dạ. Chị có suy nghĩ là khi nào sẽ về thăm quê nữa không? Nó chưa đâu, Yên Quỳnh mới về. Không là tháng rồi. Về 2-3 tháng cuối. Nhưng mà chị cũng giỏi lắm rồi. Bảy rồi đó, 7-8 năm mới về đó. Trước dịch đó là chưa, là đi về năm 16 tới hôm nay là mới năm 23 mới về. Là 7-7 năm đó. Dạ. Mỗi lần về tốn tiền nhiều quá. Chị muốn chồng bôi đi về nó biết Việt Nam, tại nhỏ không biết á Quỳnh. Hồi lúc mà chia tay ông xã chị tới giờ cũng khá lâu lâu á. Rồi chị có quen anh nào không? Có anh nào để ý chị không? Không có đi chơi đâu, không có quen. Có trong tiệm nail thì có mấy người mà thôi vợ để ý mà không thích. Tại đây cờ bạc nhiều quá, không thích mấy người cờ bạc. Rồi nói chung là không có quen ai hết. Ở ngay Las Vegas mà giao ra môi trường đó luôn quá. Ở Las Vegas mà thấy không bao giờ biết chơi cái game đồ đâu. Có đi vô coi nó đẹp đẹp coi thì về thôi. Với lại nhóc còn nhỏ nó đâu có chơi vô đâu Yên Quỳnh. Hồi lúc qua tới giờ, qua Mỹ tới giờ, chị có đi từng đi những tiểu bang khác chơi không? Có hè năm rồi là năm 22. Có đi Florida chơi, dẫn nhóc đi chơi. Cứ hè là chỉ muốn một cái hè là phải đi chơi, tại vì mình phải cho mình đi chơi đó chứ. Đi vòng vòng trong nước cũng được ha, đi mấy hai mẹ con thôi hả? Hai mẹ con có đi được có nhiều. Đi tới nơi thì là mình kêu Uber đi hả chị, hay chị có bà con gì quen ai bên Florida không? Kêu Uber đi, với lại mình mướn khách sạn trước á, vậy mình vừa qua thôi chứ không có quen. Dễ thương ha, rồi hai mẹ con dẫn nhau đi chơi vậy đó. Vậy là cho nó có kỷ niệm chứ, mốt lớn rồi mình kêu đi thì với mình nó không đi đâu.
như giờ Việt Nam cũng hai mẹ con nuôi giá là hai mẹ con về cứ đi hai mẹ con. Chị rồi sao cuộc hôn nhân đổ vỡ của mình đó, thì bây giờ chị nghĩ là một người đàn ông như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho chị? Thì bao nhiêu năm rồi thì cũng không nghĩ là muốn quen nữa, tại vì thấy cũng vô bị nhiều cái buồn á, bị stress quá, rồi con mình còn nhỏ nữa nên không có nghĩ. Rồi sao bây giờ thấy con nó lớn rồi, rồi vài ba năm nữa cũng đi theo bạn nữa, rồi một mình buồn nên mới nói thôi suy nghĩ thôi, mình phải kiếm một người. À, kiếm một người là cái muốn làm thì biết quan tâm, chia sẻ, yêu thương, rồi cũng phải lo làm ăn, cũng biết là làm ăn, lo làm ăn. Cũng nói chung là cũng đâu có còn khoảng 60 mấy, cho 65 thì cũng còn 10 năm 10 mấy, thì ráng làm tới đó thì vợ chồng nghỉ ngơi à, được. Nếu bây giờ thì bây giờ chị ở tiểu bang này quen rồi, bây giờ một anh mà quen với chị ở tiểu bang khác muốn chị về đó sinh sống thì chị nghĩ như thế nào? Tiểu Huỳnh, nếu mà cảm thấy hợp nhau mà thấy thương, thấy em đó thiệt tình mà thương thiệt tình thì thôi mình cũng phải chịu mua theo người ta luôn. Mà bây giờ tại cũng muốn hạnh phúc, muốn có một người bạn. Ok, em rất là vui nói chuyện với chị hôm nay nha. Em hy vọng là chị sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Chị chào khán giả giùm em ha. Chào em Quỳnh, chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng. Nếu mọi người có xem cái like này của Nguyên Quỳnh và bình luận cho Thúy, chúc yêu Quỳnh và tất cả mọi người được nhiều nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Dạ, thank you chị. Chúc chị ngày mới tốt lành. Xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius and Pius với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luậtsutainan.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.